Theo công bố của Apple, tại thị trường Mỹ, bộ đôi iPhone 7, 7 Plus và 6, 6 Plus được giảm $100. Mặt khác, iPhone SE cũng được giảm $50 và chỉ còn $349, tương đương 7,9 triệu đồng. Tại một số hệ thống phân phối ở Việt Nam, bảng giá dành cho iPhone cũng được điều chỉnh. Cụ thể, iPhone 6 32GB giảm 1 triệu đồng, iPhone 6 Plus 16GB giảm 2 triệu đồng, iPhone 7 32GB hiện giá chỉ còn khoảng 16 triệu đồng, bảng 256GB cũng giảm 2 triệu đồng, chỉ còn 20 triệu. Việt Nam không thuộc nhóm thị trường được Apple mở bán iPhone chính hãng trong đợt đầu tiên, nên những chiếc iPhone về nước sớm thường bị đội giá mạnh. Tuy nhiên, bộ đôi iPhone 8, 8 Plus hiện nay tại Việt Nam có giá bán khá hợp lý. Phần lớn các cửa hàng đang niêm yết giá iPhone 8 bản 64GB từ 20 đến 21 triệu đồng, bản 256GB từ 23 đến 25 triệu đồng. Quý khán giả có thể mua trực tiếp hoặc đặt hàng iPhone 8 tại các hệ thống uy tín như Mr. Bách Khoa, Thế Giới Di Động, FPT Shop.